Bây giờ thì sẽ là phần thử thách riêng của đội thập niên 80. Và chúng tôi xin mời diễn viên Việt Trinh. Bạn sẽ vào đây. Vâng, xin mời. Tinh thần ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của diễn viên Việt Trinh. Xin mời. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời nhân vật mà chúng tôi sẽ hỏi xuất hiện ra sân khấu ạ. Tuyệt đối không ai nói tên. Đây là một trong những người đã được mệnh danh là nữ hoàng ảnh lịch của thập niên 80. Một trong những người nhá, có nhiều. 3, 2, 1, bắt đầu. Nữ hoàng ảnh lịch nhá, nhớ nhá. Miền Bắc. Không. Miền Trung. Sai. Rồi có đóng chung phim với Việt Trinh nhiều không? Có đóng chung. Nhiều không? Ít. Không được trả lời nhiều hay ít. À, có hay không? Có đóng phim chung với Việt Trinh không? Có. Có đóng có đóng vai nào là cô giáo không? Có, có. Chị Hiền Mai. Tại vì em loại trừ, tại vì chị Diễm Hương cũng là nữ hoàng ảnh lịch nhưng mà chị Diễm Hương không xuất hiện nữa. Còn Y Phụng thì đang ở Mỹ. Người còn lại là ai? Chà, chị yêu của tôi rồi. Yeah, dễ thương. Những cái lịch như thế này. Này, tấm hình này là tấm hình đặc trưng của chị Hiền Mai thời đó luôn. Có nghĩa là cái hình này đi đâu cũng rất là nhiều. Hình này được in rất là nhiều của chị Hiền Mai. Bây giờ thì Hiền Mai đang có mặt trong chương trình Ký ức vui vẻ. Mặt vẫn giống hệt, đúng không? Ngày xưa có Photoshop không mà đẹp dữ không, vậy? Không, hồi xưa không có Photoshop mà vẽ một chút xíu. Tại vì hồi xưa là mình chụp bằng máy, máy cơ. Xong rồi khi mà rửa lớn ra thì nó bị nhòe nét. Cho nên là lúc đó là ảnh lịch đó có một cái đội ngũ họa sĩ ngồi vẽ lại một tí xíu, chỉnh nét lại chút xíu về lông mi, về mắt, về má hồng, về môi một tí xíu. Mấy ngàn tấm nó ngồi vẽ hết vậy hả? Một cái bản kẽm chung rồi sau đó mới in ra, có phải vẽ lại một tí xíu. Wow. Và Hiền Mai, bạn đến với chương trình Ký ức vui vẻ và quan sát tất cả những gì nó vừa diễn ra trước mắt bạn thì bạn có suy nghĩ gì? Dạ thưa anh Sâm, em cảm thấy rất là vui khi mà tới tham gia chương trình này và nhìn thấy những đội chơi toàn là những người thân yêu của mình đúng không ạ? Thích lắm. Và những tấm hình này cũng có đăng ở trên kẹo me nè, kẹo kẹo dừa nè, vé số đó nè. Trời ơi, cái ổng kìa. Cái gì đấy? Em được đứng cạnh thôi. Em được đứng cạnh thôi vì thứ nhất là đội em chiến thắng. Thứ hai nữa là ngày xưa như chị Việt Trinh có nói thì không chỉ là những cái tấm mình dán ở góc bàn học, cạnh tủ mà còn có những quyển vở ấy, quyển sổ tay ấy được in những cái hình như này. Và chị là người mà em rất thích vẽ dâu vào đây. Dạ ngày xưa trẻ con nghịch mà cứ nghịch chán rồi thì thơm vào như thế này kiểu như yêu không rồi nghịch rồi thôi được rồi, em nói xong thì em về chỗ đi. Em nói xong về chỗ phải cho về ngay bởi vì mà ông ấy mà đứng ở đây ấy, tôi sợ nó còn nhiều cái hành động quá khích. Một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là có thể bạn trả lời, có thể bạn không. Hồi đó, ví dụ như một cái cuốn lịch như thế này, họ trả tiền thù lao cho những nữ hoàng ảnh lịch của chúng ta là bao nhiêu? Dạ, không có nhiều đâu ạ. Một lần chụp thường nó trả khoảng 2-3 triệu là hết. 2-3 triệu? Nhưng mà sau đó thì họ đưa tùm lum lên cả pano quảng cáo, cả bìa báo, cả bìa lịch, rồi rất là nhiều thứ. Mà nói chung là đó là chuyện của người ta, còn mình lấy các xe 2-3 triệu thôi. Thời từ năm 93 trở đi á, mà đi vô Văn Thánh là nhiều lắm. Chị Diễm Hương, chị Diễm My, nhưng mà chị Diễm My là thời trước tụi em cho nên ít có chụp chung. Sau này là có Thanh Mai với lại Minh Thư. Nhưng mà đúng cái rồi, thời chị mà một ở giữa chữ đoạn là em với Y Phụng, Diễm Hương với chị Hiền Mai là nhiều nhất. Chị Vân biết thôi, chị Vân cũng là một trong những nữ hoàng ánh lịch nha. Không phải giỡn đâu, chị Hồng Vân cũng lịch dữ lắm luôn á. Vân đã quá nổi dễ nè, sợ lắm. Sao mà. Dạ. Tại vì chị của em bây giờ là tròn ra rồi. Chứ ngày xưa chị của em cũng là người hoàng ảnh lịch. Tại sao tôi nói tao không biết. Chị mà biết nói lòng chị trước. Đâu lòng lắm người ơi. Và chúng tôi xin cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lại một số hình ảnh rất đáng nhớ của nghệ sĩ Hiền Mai. Xin mời. Vào những thập niên 80-90 của thế kỷ trước, tên tuổi của Hiền Mai đã phủ sóng khắp đất nước Việt Nam trên các tấm lịch treo tường, băng rôn, bìa sổ lưu bút, pano. Có một thời, Hiền Mai là một từ khóa hot bên cạnh những cái tên đình đám như Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh. Hiền Mai bắt đầu được công chúng biết đến qua bộ phim Tuổi Thần Tiên.
vai diễn cô giáo Mai dịu dàng, nhân hậu đã gây nên ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem thời đó. Ít ai biết được, công việc đầu tiên của Hiền Mai là một giáo viên tiếng Nga. Nhưng do tiếng Nga thời đó không được sử dụng nhiều, cô đã chuyển hướng sang làm người mẫu. Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của Hiền Mai được nhiều đạo diễn chú ý tới và mời cô đi đóng phim. Bồi hồi xúc động đúng không? Khi nhìn lại những hình ảnh của mình. Cảm ơn Hiền Mai thật nhiều.